Thì các bác cặp mà bộ dàn VIP của hãng Đần Nông nhé, bộ dàn MX11, loa MX33 nhé, dòng này là ghép như vậy ạ, loa rất là VIP luôn, màng lõm nhé, cái màng lõm này, dòng này có cổng cá, có cả BC in, làm song cạc, các bác nào chơi máy tính ấy, rất là hay, chơi nhạc số mặt vuông. Cái dòng này nó bo như kiểu là mấy cái dòng mà 2000 AE, rất đẹp luôn. Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện buồn chuyện bay lên cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió. Đời ngây thơ xưa là nhớ lúc mình còn thơ, nhìn trời cao mà xa mà mơ ước như diều để nhiều áo khăn nhà ngồi bên dãy ngân hà. Giờ sống giữa lưng trời đôi khi nhớ chuyện đời mình. Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình đây nhạt xu tung tinh cầu chẳng thưa hai đứa giờ gội xu nơi nào lâu lắm chẳng gặp nhau. Bạn bè dù cách chưa nói nhưng mà say say nhân hỡi, khóe mắt em u hoài đi tìm theo chuyến bay. Có người hỏi phi công ước mơ gì, người ơi nhân thêm muôn. Bộ dàn này giá 2,9 triệu các bác nhé, rất là rẻ do so với thị trường. Cái này chỉnh bắt chép luôn cái máy luôn nhá. Đấy, FM nó full tần số luôn. Trăm linh tám nữa các bác nha, bắt được hết đài Việt Nam luôn đó. 107.8. Rồi bác nào có nhu cầu mua alo cho em nhé, bộ dàn VIP và hãng Đần Nông bác nhé, nó làm song cạc được nhé, loa đẹp. Rồi chào tất cả các bác.